Hoa hậu Diễm Hương bị tai nạn giao thông giữa hàng loạt bê bối đời tư khiến nhiều người lo lắng. Trước thông tin Hoa hậu Diễm Hương bí mật kết hôn với đại gia sau hai cuộc hôn nhân đầy chông gai, thì mới đây nàng hậu tiếp tục khiến nhiều người lo lắng khi gặp chấn thương do tai nạn giao thông. Có lẽ sau một thời gian im ắng thì trong giai đoạn gần đây, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương nhận được sự quan tâm của truyền thông lẫn cư dân mạng khi có tin đồn cho rằng người đẹp sinh năm 1990 bí mật kết hôn sau hai lần đổ vỡ hôn nhân. Trong khi cuộc sống riêng tư còn chưa hạ nhiệt thì mới đây Hoa hậu Diễm Hương lại khiến dân tình hoang mang khi người đẹp bị tai nạn giao thông. Theo đó, trên Facebook cá nhân của Diễm Hương, cô đăng tải bức ảnh trên cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ cùng dòng chia sẻ đắng lòng. Chuyện xui rủi đâu ai muốn, có thể em chưa có hoàng tử hôn thì xe hôn em tạm vậy, em xin tạm dời các lịch ngày mai. Sau khi dòng thông báo không may bị tai nạn giao thông của Diễm Hương đã khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ lo lắng, rất nhiều người đã để lại sự quan tâm cùng lời nhắn nhủ động viên cô. Ôi trời tội em gái quá, mấy chỗ đầu gối này đau và khó chịu lắm, mau lành nha. Cẩn thận sẹo nha con, nhìn thấy rát lắm. Em có bị gì nhiều không em, cố gắng giữ cho mau lành vết thương nhé em. Ôi tối qua Hương vẫn like mà bị sao thế, thương hoa hậu xinh đẹp. Một số anh chị em nghệ sĩ đã gửi lời động viên đến người đẹp sinh năm 1990. Khoảng 12 năm trước, Hoa hậu Diễm Hương gương mặt từng gây bão ở các đấu trường nhan sắc. Mỹ nhân sinh năm 1990 đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tại hai cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010, top 14 cùng giải trình diễn áo tắm đẹp nhất và Hoa hậu Hoàng vũ 2012. Ngoài ra, nàng hậu còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh. Xinh đẹp, nổi tiếng và thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng phải nói rằng Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 là mỹ nhân vướng nhiều rắc rối nhất nhì làng giải trí khi chuyện học vấn, kết hôn và gần đây nhất là mâu thuẫn với mẹ đẻ đều được dư luận quan tâm. Ngoài ra, đời sống tình cảm hôn nhân của Diễm Hương cũng không mấy thuận lợi khi từng hai lần thất bại trong hôn nhân, một mình nuôi con. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Diễm Hương khi kết hôn kín đáo bao nhiêu thì khi ly hôn lại rùm beng bấy nhiêu. Khi ấy, Diễm Hương bị Cục Nghệ thuật biểu diễn ra văn bản tạm dừng cho phép tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên toàn quốc vì đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi kê khai với các cơ quan quản lý nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2012. Theo đó, Diễm Hương được cho là đã kết hôn từ năm 2011 với doanh nhân Đinh Trường Chinh, chủ đầu tư của nhiều dự án. Hoa hậu và chồng nộp đơn thuận tình ly hôn vào tháng 2 năm 2014. Sau thất bại ở cuộc hôn nhân đầu, Diễm Hương lên xe hoa lần hai vào năm 2015 với Quang Huy. Cô rất hiếm hoi chia sẻ về đời sống hôn nhân, đặc biệt sau khi hạ sinh con trai, Diễm Hương chủ yếu dành thời gian phát triển sự nghiệp kinh doanh và nuôi dạy quý tử. Đến năm 2010, có rất nhiều bằng chứng cho rằng Diễm Hương đã ly hôn với người chồng thứ hai. Thậm chí nhiều dân mạng còn phát hiện Diễm Hương đã có tình mới. Trước nhiều đồn đoán, người đẹp vẫn giữ im lặng trước truyền thông và khán giả. Đến đầu tháng 6 năm 2022, trên các diễn đàn về showbiz lan truyền thông tin, nàng hậu hiện đã bí mật kết hôn lần 3 với đại gia tên P và đây là người chống lưng cho người đẹp để có được chỗ đứng trong showbiz. Thậm chí trên mạng xã hội còn lan truyền rất nhiều hình ảnh được cho là Diễm Hương khi cả hai vô tư thể hiện tình cảm với nhau. Tuy nhiên, vì Diễm Hương chưa từng xác nhận ly hôn Quang Huy hay chuyện đi thêm bước nữa, nên việc tờ giấy kết hôn này xuất hiện khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Trước loạt lùm xùm xôn xao khắp các diễn đàn, Hoa hậu Thế giới Người Việt Diễm Hương cũng đã chính thức lên tiếng. Chia sẻ với truyền thông, Diễm Hương cho biết bản thân có nghe tin tức này và đang xem xét sự việc. Khi được hỏi về mối quan hệ với Quang Huy, Hoa hậu Diễm Hương cũng từ chối chia sẻ thông tin. Cô cũng cho biết thêm hiện tại khá bận trong công việc, không quan tâm đến những tin đồn này.